sở hữu ngay một website chọn gói với đầy đủ tính năng để giới thiệu cho dịch vụ sản phẩm kinh doanh trong ngành nghề của bạn. Tặng hosting và tên miền quốc tế 1 năm với mức giá chỉ 1.800.000 đồng. Thiết kế logo theo yêu cầu lên đến 9 demo với giá từ 300.000 đồng. Liên hệ Zalo 0978106552 hoặc truy cập ngay website thietkewebchuyen.com để nhận khuyến mãi vô cùng hấp dẫn. Thông tin chi tiết chứa trong mô tả và comment nổi bật đầu tiên ngay dưới video này. Hàng loạt ông lớn bất động sản như FLC, TNT, Galaxyco muốn cải tạo chung cư cũ Hà Nội. Trong vòng vài năm trở lại đây, hàng loạt ông lớn trong ngành bất động sản đều bày tỏ nguyện vọng được tham gia với tư cách là nhà đầu tư trong việc cải tạo chung cư cũ của Hà Nội. Tại văn bản số 5621 ngày 30 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, có đến 18 doanh nghiệp được giao lập quy hoạch chi tiết 1/500 toàn khu chung cư cũ. Trong đó có không ít những ông lớn bất động sản cũng muốn nhảy vào cuộc chơi này. Có thể kể đến như công ty cổ phần mặt trời Sun Group ghi tên cải tạo 3 khu tập thể, bao gồm khu tập thể Kim Liên với 42 nhà cao từ 2 đến 6 tầng, khu tập thể Thành Xuân Bắc với 61 nhà cao 5 tầng, khu tập thể Thành Xuân Nam với 8 nhà cao từ 3 đến 5 tầng. Công ty cổ phần tập đoàn FLC với khu tập thể Kim Giang, số lượng là 68 nhà cao 2 đến 5 tầng. Tập đoàn TNT với 2 khu, thuộc tập thể Bách Khoa với 29 nhà cao 2 đến 5 tầng và tập thể Đại học Thủy Lợi với 12 nhà cao từ 2 đến 5 tầng. Công ty cổ phần xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội Galaxyco bao gồm khu tập thể Khương Thượng với diện tích 14,8 ha, 30 nhà chung cư cao từ 2 đến 5 tầng. Đến cả doanh nghiệp làm thép như công ty cổ phần tập đoàn Hòa Phát cũng đăng ký cải tạo khu tập thể Tân Mai với diện tích 20 ha, 88 nhà cao từ 2 đến 5 tầng. Còn Vinaconex cũng muốn cải tạo khu tập thể Thục Lá Thăng Long với 7 nhà cao từ 2 đến 5 tầng. Trong bản danh sách này còn có những tên tuổi chủ đầu tư như công ty cổ phần Địa ốc Sông Hồng. Trước đó, công ty cổ phần Địa ốc Sông Hồng từng cải tạo chung cư 165 Thái Hà thuộc quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Mặc dù có nhiều tên tuổi các ông lớn trong ngành tham gia nhưng tốc độ cải tạo chung cư cũ tại Hà Nội vẫn là khá ỉ ạch do vướng mắc ở nhiều khâu. Chia sẻ về tiến độ triển khai công tác giao nhà đầu tư cải tạo chung cư cũ, chiều ngày 19 tháng 11 năm 2019, trao đổi với báo chí, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội Nguyễn Trọng Kỳ Anh cho biết rằng, đến thời điểm này, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã giao cho 19 nhà đầu tư từ bỏ kinh phí, triển khai lập nghiên cứu, lập ý tưởng quy hoạch cải tạo, xây dựng lại 28 khu chung cư cũ trên địa bàn, đồng thời có giao bổ sung 2 khu chung cư cũ, nâng tổng số lên 30 khu. Để triển khai thực hiện, các nhà đầu tư đã mời cho thuê các đơn vị tư vấn trong và ngoài nước nghiên cứu lập quy hoạch. Quá trình triển khai nghiên cứu đã nghiêm túc tiếp thu ý kiến góp ý của các cá nhân, tổ chức, cơ quan, sở, ngành liên quan. Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng đã yêu cầu các nhà đầu tư chủ động phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Nhân dân các quận, phường có liên quan tổ chức khảo sát, điều tra xã hội học, bổ sung làm cơ sở đề xuất ý tưởng quy hoạch theo hai phương án. Trong đó, phương án 1 theo đúng tầng cao và chỉ tiêu dân số theo quy hoạch, quy chế cao tầng được phê duyệt. Phương án 2 điều chỉnh chiều cao, chỉ tiêu để đảm bảo cân đối tài chính dự án. Đại diện phía Sở Quy hoạch Kiến trúc đã thông tin rằng hiện phương án 2 đang được hầu hết các nhà đầu tư đề xuất và đều tăng tầng và chiều cao so với khung chiều cao đã quy định. Tuy nhiên, việc điều chỉnh quy hoạch phải thực hiện theo hướng có lợi nhất cho cộng đồng và cho thành phố. Do vậy, trong thời gian tới, Hà Nội sẽ có báo cáo chi tiết về những khó khăn vướng mắc để xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ cho phép điều chỉnh một số nội dung liên quan đến quy hoạch. Cho tới hiện tại, 5 khu chung cư cũ đã được lập xong đồ án quy hoạch chi tiết 1/500, đang được Sở Quy hoạch Kiến trúc thẩm định để trình Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt. 17 đồ án đã được báo cáo tập thể lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố về ý tưởng quy hoạch. Theo thống kê của Bộ Xây dựng, Hà Nội có khoảng 1.500 chung cư cũ tại 76 khu và 306 nhà chung cư độc lập có quy mô từ 2 đến 5 tầng, phân bố chủ yếu ở 4 quận nội đô. Khoảng 25% số này thuộc diện tích bị hư hỏng, nguy hiểm, trong đó 13 chung cư nguy hiểm cấp B, 88 dự án cấp C và 2 dự án cấp D. Việc cải tạo chung cư tập thể cũ ở Hà Nội được đặt ra hơn chục năm nay, tuy nhiên trên thực tế thì con số cải tạo được chiếm tỷ lệ rất nhỏ. Đồng thời, trên địa bàn thành phố Hà Nội thì hiện có 14 chung cư cũ được xây dựng mới, đưa vào sử dụng, chiếm chưa tới 1%. 5 chung cư cũ đang được phá dỡ triển khai xây dựng. 4 khu nguy hiểm cấp độ D đang được tổ chức di dời nhưng chưa có phương án xây dựng lại. Nam Anh theo Chí Đức Trẻ, Cafe.vn, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Lắng nghe những câu chuyện kinh doanh, những bài học xây dựng thương hiệu, trau dồi kiến thức khởi nghiệp để tôi luyện bản thân mỗi ngày. Độc Đáo TV, kênh thông tin kinh tế tài chính, kinh doanh khởi nghiệp. Đăng ký ngay.